play.pclmc.vn là server Minecraft Pokemon hay nhất tại Việt Nam, có rất nhiều tính năng mới, có nhiều loại Pokemon mới và các hình dạng đặc biệt mà bạn chưa từng thấy bao giờ. Ghé ngay để chơi Pokemon cùng các YouTuber nha. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình, lại là mình đây, mình là Geocat. Và chào mọi người đã đến với video tóm tắt 300 ngày Minecraft Pokemon tăng thế giới sinh tồn siêu khó nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 201 cho tới ngày 300. Và nếu như mọi người thích cái video này, muốn mình làm thêm nhiều video hơn về 100 ngày thì có thể để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, bấm vô cái chuông để nhận được thông báo nha mọi người. Nếu video này được 3.000 like, mình sẽ ra video tóm tắt 400 ngày nhanh nhất có thể nha. Còn bây giờ thì theo chân mình và tiếp tục cuộc hành trình mới này thôi nào. Ngày đầu tiên của 200, tôi bắt đầu đi thu hoạch mía. Các loại African mà mình đã trồng cũng như là mía nó đã bắt đầu lớn rồi. Chỗ này sau này có thể là một hệ vườn sinh thái cũng khá là hợp lý. Còn phần chỗ này thì tôi chưa biết làm gì hết. Số lượng African còn dư lại trong rương cũng khá nhiều. Có thể trong video này tôi sẽ làm một cái bàn chế tạo bồn, tranh thủ rảnh đi thu hoạch African luôn. Sợ một lát mình đi phiêu lưu mình không thể nào mà lấy được hết ấy. Mà công nhận cũng nhiều phết. Sơ sơ thì trời cũng đã chiều luôn rồi. Mình quyết định em cắt African vào rương cũng tương đối là ok rồi đó. Với chỗ này bán thì cũng được bộn tiền đó nha. Các mảnh play thì cũng gần như là thu thập gần đủ rồi. Còn đẻ thì hình như cũng khá nhiều. Nói gì nói chứ phải đi ngủ cái tính tiếp. Trong video này tôi phải tiến hóa cái con này lên cấp cuối mới được. Nói tiến hóa mà cứ quên hoài à. Thôi giờ bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình thôi. Chưa đi được bao xa thì quả trứng đầu tiên lại nở. Mà nghe cái quả trứng xịn nó mới chết chứ. Mình mở ra được con Stakataka. Bay một xíu nữa thì quả trứng 15 nó lại nở. Và lần này mình mở ra được Bishop. Nôn nóng quá nên là phải nhảy xuống coi. Nhưng mà quên mất là chúng ta quên đem cái PC theo. Xém nó là toan rồi đó. Tính đi về thì có một con boss xuất hiện mọi người à. Quay qua đánh luôn Ponyta. Hiện tại mình đã có vòng Mega rồi. Nhưng mà chi tiết là chúng ta đang thiếu đá Mega của các Pokemon của chúng ta. Con này level 81 cũng trâu đấy. Thánh con huyền thoại đánh lâu thật sự. Cho nên là mình quyết định đổi á thằng ra dùng động đất nha. Với cả nó cũng khắc hệ cái con lửa nữa. Ui, con này đánh nhanh thật sự. Động đất của Tyranita kết liễu thành công. Được một cái gì đó rất là lạ. Thôi lấy về luôn. Bỏ nó vô rương, sau đó lấy thêm cái PC. Quên PC là không được đâu đó. Tầm trưa chiều thì mình đi tới được sa mạc và tiếp tục đi săn trứng. Ngày hôm nay cày được Charizard sẽ cày được rất là nhiều trứng đây. Có vẻ như... Rudon. Ui, hên vậy. Và lần này là một vị khách không mời. Mình đang đi tìm trứng thì Rudon nó xuất hiện ngay trước mặt của mình luôn. Thế là mình quyết tâm bắt nó luôn. Với con Rudon này thì mình có thể dùng Heavy bắt một cách dễ dàng. Nhưng mà thôi, mình sẽ dùng Bug Bomb để không có phụ lòng Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Thì không nói nhiều, với một quả Bug Bomb thì chúng ta đã dính được Rudon thôi. Quá đơn giản. Hiện được hai thành tựu, Tister và Drow Master. Đây là giây phút hồi hộp, mới đầu video thôi, chưa làm gì đã có con huyền thoại nó ập vào mặt mình rồi. Hay, đội hình hiện tại thì chắc tôi cũng nghĩ là phải thay một con ra rồi. Hiện tại tôi sẽ thay con Akron ra. Con này đã theo chúng ta hai video rồi. Giờ chúng ta phải thay đổi chỗ thôi, đổi vị trí là được rồi đó. Lý do mà mình bắt Rudon bằng một quả Bug Bomb đó chính là bảo toàn lại số lượng máu của nó. Để một lát mình sẽ đi đánh nhau. Mình nghĩ gần đây sẽ có khá là nhiều boss và á thằng đấy. Con này có Mudshot, Hammer Arm Rest và Chill độc quyền khá thơm. Thế là mình quyết định dùng con huyền thoại Rudon này test thử với boss xem như thế nào. Con boss này to thật đấy nhưng mà chỉ có 2 sao thôi. Con thường đánh cũng được nha. Chiêu độc quyền của Rudon thì cái khả năng tỷ lệ dính nó chỉ có 50% thôi. Còn siêu máu tôi dùng chiêu ném bùn luôn. Mặt trời cũng đã lặn khi mà chúng ta đã hạ thành công boss. Con này thì chả có quái gì ngon hết, thôi bỏ. Hiện tại mình đang rất là đói nhưng mà thôi vẫn tranh thủ đi lút trứng rồi sau đó đi kiếm đồ ăn ở trong làng thôi. Hay da, cái chậu đầu tiên không có trứng. Cái chậu thứ hai nào? Không có trứng luôn. Mình quên mang theo đồ ăn cho nên là mình phải lấy tạm đồ ăn của dân làng thôi. Có cà rốt cũng phải gọi là tạm ổn đi. Trời tối đêm khuya có một thằng khùng nó đang ăn cà rốt ở giữa làng. Trời ơi thiệt là khổ. Quên mang theo cái giường nhưng mà trong làng có giường, rất là may mắn, thôi ngủ lại luôn. Trời tờ mờ sáng thì tôi tiếp tục ra ruộng lấy lúa và lấy cà rốt mang theo cho chuyến đi sắp tới. Và dùng Rudon cưỡi đi thôi. Rudon giúp mình nhảy cao và đi cũng khá là nhanh nữa. Đi tới cái bì rừng thì gặp một con Ponyta, một con boss phiên bản gì đó nhìn rất là lạ nha. Thôi đánh luôn. Cũng may là có Rudon sẵn test nó luôn. Với skill độc quyền thì xem như thế nào nè. Ui, con ngựa này 100 level, 111 level nhưng mà với một skill độc quyền của Rudon đã hạ gục thành công. Phải gọi là trong tích tắc thực sự luôn á. Đánh con boss này chúng ta được một viên XL khá là ngon và một viên kẹo thường. Công nhận mới đầu video khá là may mắn. Nhờ có viên kẹo XL thì mình tranh thủ up cho cái con Charmeleon luôn để cho nó lên cấp một cách nhanh nhất có thể. Học được thêm một skill mới và nó đã tiến hóa.
Ở level 40 là đã hơn cấp tiến hóa rồi. Theo như mình biết là level tầm 36 là nó đã tiến hóa rồi. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cố gắng tiến hóa nhiều con nhất có thể nha. Như vậy là chúng ta đã có một cỗ máy cày trứng siêu cấp, siêu nhanh, siêu lẹ. Học được thêm một chiêu Air Slot, chúng ta sẽ thay cho Ember. Cuối cùng thì tôi cũng có thể bay giữa muôn trùng biển khơi, muôn trùng đại dương rồi. Đang bay thì gặp con Gyarados 4 sao nằm ngay giữa biển luôn, quyết định đánh luôn. Trời ơi, phải công nhận cái con Gyarados này rất là to luôn nha. Đánh với con này mình sẽ dùng chiêu hệ bay để đánh với hệ nước nha mọi người. Hurricane của Tornadus. Với những cái con mà 3, 4 sao trở lên khả năng cao sẽ có kẹo. Con 4 sao nhưng mà chỉ có 3 lớp giáp thôi, chứng tỏ con này cũng không phải gọi là mạnh cho lắm. Hai lớp giáp đã bị phá hủy. Tiếp tục là màn hình rung lắc đến từ vị trí của Geocast. Gyarados chỉ còn lại 10% máu. Foul. Chúng ta đã hạ gục thành công, rất là đơn giản. Con này không có kẹo, rất là xui nha mọi người. Mình tiếp tục dùng Ultra Ball để bắt nó. Khả năng cao là sẽ dính cái nịch. Tiếp tục cuộc hành trình tiến về Đại Hải Trình. Bay một hồi thì tôi gặp cái chỗ này khá là quen, hình như là chỗ của bộ tộc da đỏ thì phải. Một pha tiếp đất xém chết. Sẵn ghé qua tìm ít trứng đem đi cày luôn. Trời ơi, trứng 5 km. Xui thế. Đây là một vùng khá là vắng. Và vắng luôn sự may mắn. Cuối cùng thì cũng tìm thấy một trứng 10 km. Trời ơi, trứng 10 rất là bình thường, nhưng mà sao mình mừng dữ ta. Không biết tôi đã bay đúng lại cái chỗ ở trong video trước hay không, nhưng mà sao bay ngang không thấy cái tên thổ dân nào đứng canh hết trơn nhờ. Bay một xíu tôi thấy nguyên cùng một con quái vật ở dưới đầm lầy mọi người à. Thì ra đó là một con boss. Con boss này nếu mình nhớ không nhầm nó có tên là Swamp Boss. Phiên bản Mega của con Swamp gì đó quên mất tiêu rồi, ai nhớ tên mình đừng bên dưới nha. Với con boss này thì nó tới level 121 lận. Mình quyết định dùng huyền thoại Raudon ra đánh với nó. Trời ơi, huyền thoại Raudon. Một rau một đi luôn. Hệ nước à. Thế thì lấy hệ thường dùng chiêu hệ giác đấu thì sẽ như thế nào? Cú đấm sức mạnh của Kiri đi bụi luôn. Bị đánh như thế này rồi thì tôi dùng hệ bay thôi. Xem nào. Ui, con này mạnh quá. Thôi, em xin cứu ạ. Mạnh thế. Đi chưa được bao xa là phải tìm nơi ngủ rồi. Mà thật sự đi đầm lầy chưa được bao xa thì gặp thêm một con boss nữa mọi người à. Lần này là một con rùa đáy bát phiên bản Mega, rất là bự nha. Lần này vẫn chơi lèo lấy Rudon ra dùng hệ dùng chiêu độc quyền luôn, nhưng mà lần này thì khác, vẫn đánh được nhưng mà đánh yếu quá. Thôi tốt nhất là nên đổi hệ cho chắc ăn, tại vì bây giờ đang buổi sáng đó, không có máy hồi máu đâu đấy. Con đánh mình cũng đau phết nha. Chiêu Hurricane này khả năng cao là hụt biết ngay mà. Giờ chỉ có lấy cái con huyền thoại này ra dùng hệ chất đấu đấm thôi, mong là đánh thắng. Ui, nửa cây của con này các bạn à, đấm thì không hụt luôn rồi, đấm thế thì chịu rồi, chết queo luôn. Thôi lấy Rudon ra thôi, mà Rudon đổi bị mất lượt rồi, đánh chậm nữa toang rồi. Động đất Terranita có thể kéo được hay không? Con rùa hệ nước khác, đội hình của mình rất là nhiều nha. Những cái con hệ nước ấy, với cả hiện tại thì level bọn mình thấp hơn tụi nó tới 40-50 lận, khá là thấp level luôn. Thấp hơn 40-50 level rất là khó đánh. Mà không hiểu sao cái vùng này boss toàn bự bự mạnh mạnh không à. Đi một hồi thì mình phát hiện có một người nào đó đang đứng giữa rừng và lắc cái đầu rất là ghê nha. Trên tay cầm một cái kiếm và một cái áo thì phải. Và nó đang tiến lại gần chỗ của mình. Và nó đang định làm gì mình đó. Cho nên là mình quyết định hạ thủ trước khi mà nó tấn công mình. Ui. Và nó là con. Ui. Một cái con gì đó rất là ghê, giống như một con ếch ở dưới đầm lầy mà được trang bị thêm mắt kính và một cái áo của tiến sĩ gì đó. Con này nó dí mình rất là dai nha. Sau một hồi dí thì nó đang bị kẹt lại ở dưới cái vũng lầy, vũng đất làm chậm. Và mình nhân cơ hội đó và mình tấn công nó. Với cái sự gây cháy của nó thì mình quyết định là chỉ nên đi ở cái khu nào mà có nước thôi. Cái này mà ra ngoài cánh đồng là đánh chúng ta sẽ thua 100%. Sau một hồi nghiên cứu thì mình quyết định chắp lá cà với nó. Và cuối cùng thì cũng hạ gục thành công. Ở trên người nó văng ra một số baseball nè. Và một cái gì đó mình mới thu vô người. Hình như là một cái mũ. Một cái mũ màu đen. Và còn có một cái đĩa gì đó màu đỏ nữa. Đó chính là một cái đĩa Fire Blast, quả cầu lửa. Lúc nãy mình thấy tặng 3-4 món rơi ra lận, nhưng mà không thấy nó nằm đâu nữa. Có vẻ như là nó rớt xuống dưới vũng lầy rồi. Còn có cái kinh nghiệm rơi vãi ở dưới vũng lầy nữa. Có vẻ như cái vùng cát lún này nó đã hút hết tất cả đồ của cái con nó rơi ra rồi. Ở đây có rất là nhiều loại Pokemon côn trùng như chuồn chuồn và bướm ha. Mình tới được ngôi làng và gặp thêm một con rắn nữa. Con rắn giống cản đường mình. Sử dụng cú đấm sức mạnh. Hey, cú đấm sức mạnh của Bulbasaur rất yếu. Do hiện tại nó mới level 40 thôi. Thôi, nhanh chân nhanh tay kích liễu con rắn thôi. Thu lại được 2 miếng thịt gà cũng đỡ đi. Mình không biết đây có phải là lỗi không. Trong khi con Rudon của mình nó đang bị chết queo rồi. Nhưng mà mình vẫn có thể spawn nó ra đây và di chuyển nó được. Mình không biết ở đây có phải lỗi không nữa. Nhưng mà đây là một cái gì đó rất là lạ nha. À, nó đã biến mất rồi. Ở cái khu này mình đi tới thì mình phát hiện có rất là nhiều loài bướm nó bay ngang ở trên trời luôn nè. Và nó sinh sống ngay tại đây nữa. Có thể đây gọi là được gọi là vùng đất bướm. Xuống dưới làng tìm thấy một cô y tá thì phải. Có một cái nhiệm vụ giao cho mình. Đó chính là đi hái African. Hay giờ nhiệm vụ cũng dễ thôi nhưng mà tôi sẽ không làm.
cái nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải đi ngủ ngay, đang buồn ngủ lắm rồi. Vừa mới ra khỏi làng đi chưa được bao xa gặp một anh boss cảnh sát. Thôi, mới sáng sớm thư giãn căn cốt tí nào. Trời, Haldor level 76, sử dụng từ kỹ độc quyền của Rodon một phát đi luôn, khá là ngon. Lên rất là nhiều, tiếp tục là ma chóc. Cấp 2 thôi chả sợ, tiếp tục sử dụng chiêu độc quyền. Lên đường luôn, yes, wow. Tiếp theo là một con chó đến từ địa ngục, một phiên bản như rất là lạ nha. Hold'em, nhìn rất giống con chó sói ở video ngày thứ 100 của mình. Thôi, tuyệt kỹ độc quyền thôi. Rodon đối với những cái con hệ này thì có thể khắc được hết. Wow, chúng ta nhận được 5 Ultra Ball sau khi hạ gục cảnh sát. Mới sáng sớm không có gì làm thì thôi ăn cà rốt cho đỡ buồn. Đi một xíu thì tôi phát hiện ra một con Shiny Falling. Một con gì đó rất là lạ nha. Và theo như chỉ dẫn của mọi người thì lần này mình sẽ sử dụng Skyter và dùng skill một máu để mà bắt cái con này để xem nó có thành công hay không. Đó là tuyệt kỹ Fawn Sweep, đánh một máu. Hình như nó chỉ có tác dụng với những cái con level thấp hơn mình thôi. Với level này thì chúng ta không thể nào mà kéo một máu được rồi. Tiếp tục sử dụng Fawn Sweep. Cái con này là một trong những cái con mình khá là thích luôn á, nhìn nó đẹp. Ý mình nói là con Skyter nha, chứ còn con này thì mình ít thấy lắm. Cuộc chiến giữa Skyter và Falling khá là gây cấn. Mình nhớ không nhầm, con Falling này là nó hệ thép. Chúng ta kéo được tới thanh máu vàng rồi. Tiếp tục sử dụng Fawn Sweep. Nói chung là tác dụng phụ, tác dụng ngược lại, nhưng mà thôi đánh thế cũng được rồi. Giờ là lúc bắt con Shiny đầu tiên nào. Thôi sử dụng Charmer Ball để lấy hy vọng, lấy may mắn nha. Chứ thực ra Charmer cũng không có tác dụng gì mấy so với những cái quả kia đâu. Không dính, Ultra Ball thôi. Cũng không dính. Thế thôi ném lại những quả Ball cùi bắp, Ray Ball. Không dính luôn. Tiếp tục ném Ultra. Lần này thì chạy đi đâu nữa. Ha, dính nha. Shiny đầu tiên. Rồi, giờ cắt con Skyter vào là được rồi đó. Mình lại gặp thêm một con boss. Lần này lại là cái con Swampert thì phải. Cũng là Swampert. À đúng rồi. Swampert phiên bản Mega. Sorry mọi người, mình bị nhầm lẫn thông tin. Đây vẫn là Swampert nhưng mà là phiên bản Mega thôi nha mọi người. Không phải là phiên bản tiến hóa gì đâu. Lúc đầu video mình đã nhầm rồi đó. Lần này Swampert xuất hiện với level 102 thôi. Khá là thấp ha. Nhưng mà nó vẫn mạnh đấy. Liệu Tornadus có làm được gì cái con này hay không? Tôi nghĩ có thể làm được đấy. Nhưng mà đánh hụt. Tại sao Tornadus lại đánh hụt? Why? Thôi xong rồi, kiểu này Swampert vã cho vỡ mờ mày. Vẫn đánh được nhưng mà yếu. Do trên lọ tặng 28 level lận. Cũng kéo được nửa cây ấy nha. Kéo được thêm một xíu nữa nè. Kéo. Rồi luôn, đi bộ luôn. Không sao, chúng ta còn Rizigigat. Niềm hy vọng của cánh đồng Lavender. Cú đấm sức mạnh. Ây da, đấm mình còn một máu. Cú đấm sức mạnh. Không thể kết liễu, có vẻ như hệ thường. Nên bỏ ra. Không sao, chúng ta còn một niềm hy vọng ở trên núi. À, thằng Charanita Shiny. À, thực ra Shiny là con này mới đúng. Con này đầu tiên nè. Còn Falling không phải là con Shiny đầu tiên của mình. Động đất. Không kịp động đất. Giờ chỉ còn niềm hy vọng cuối cùng là Charizard. E-Slash. Kéo máu thành công. Nhưng không đủ đam. Do level quá thấp. Dragon Brick. Đi bụi luôn. Và chúng ta có gì? Đội quân Falling trắng. Oh, Swampert còn đúng 0.003%. No. Sau khi đánh xong với số lượng máu của con Swampert nó thấy ít quá nên là nó di chuyển mất tiêu luôn rồi. Bên kia có một trainer đang đợi mình kìa. Thằng này đang đi thu thập thông tin của mình nè. Nó ở bên biệt đội hóa tiễn đó. Mà công nhận cái chỗ này cũng đẹp á chứ bộ. Phong cảnh thì cũng hữu tình. Có một cái đội hình mình yếu quá thôi. Rời khỏi ngôi làng không bao xa thì quả trứng lại nở rồi. Lần này chúng ta mở ra được á thần Dratini. Đây là á thần có thể tiến hóa thành Dragonite. Và con Stakataka lúc nãy mình mở được nè. Bisharp nè. Một trong ba con này khá là mạnh rồi. Ở đầu video rồi. Con này thì vẫn chưa cày cấp. Chưa làm gì thì trời đã sắp tối rồi. Lần này mình mở ra được một quả 15 km. Khá là hời. Và lại tiếp tục đến với cánh đồng không mong quạnh rồi. Không có một bóng người nào trên cái vùng đất hoang này hết. Chỗ này thì chỉ có 5 km. Chỗ này thì cũng lại 5 km luôn. Toàn trứng 5. Xui quá. Lên núi chưa được bao xa thì trời tiếp tục tối rồi. Thôi ngủ lại thôi. Mới sáng sớm gặp trainer phụ nữ 45 level. Không biết trên núi làm gì nữa, chắc đi hái thuốc. Thôi, giờ muốn mạnh thì chỉ có cày cấp thôi. Đụng độ một con Pokemon nhân tạo đầu tiên trong series. Một chiêu độc quyền, đi bụi luôn. Mình đoán không nhầm đây là cô y tá, tập sự thì phải. Sheldon, một hit. Solosik, một hit luôn. Toàn những con Pokemon trong phòng thí nghiệm. Tiếp tục lại là Amora, cũng là một con Pokemon hình như là trong phòng thí nghiệm luôn thì phải. Mọi người đoán xem đúng không? Đi một xíu nữa thì boss nó lại xuất hiện nữa rồi. Lần này là Nidoking. Mình sử dụng hệ bay để mà đánh với nó. Con này chỉ có level 92 thôi. Mà công nhận nó cũng mạnh thật ấy. Nó có kèm theo hệ độc nữa kìa. Chết rồi, huyền thoại nó bị hạ. Không sao, Rikijigat ra chặn.
Cú đấm sức mạnh nào em ơi, cố lên em ơi. Thôi toang rồi, con này chắc phải dẹp vào một góc thôi. Đánh thế này thì chịu. Chúng ta đổi chiêu xem. Ui, đi bụi luôn. Thôi, lại phải trông chờ vào Rodon rồi. Mấy con kia không thể nào mà trông chờ nổi được á. Rodon đánh hụt nữa chứ. Ui, lần này Rodon chỉ còn đúng 11 máu thôi. Ok, nhưng mình vẫn tin tưởng ở Rodon. Con này cho mình một bình Iron và một viên Moonstone kèm một ít miếng thịt heo. Bình Iron này thì chúng ta có thể đi tăng giáp cho con Rodon nha. Rồi, ok. Tiếp tục trứng lại nở rồi, trứng 5 thôi. Đu đu, lại con gà hai đầu nữa. Đang kẹt trứng thì tôi thấy một con Charizard với một con chó lửa đang làm gì đó trên một cái ngọn núi mọi người à. Và con Charizard này rất là bí ẩn nha. Mở nó quả trứng 5 chúng ta được Ryan. Đây là một loại Charizard đột biến thì phải. Thân hình của nó toàn là màu đỏ nhìn rất là ghê giống như con quỷ gì đó. Cho tôi thấy level nó khá thấp nên là tôi lấy cái con Charizard của tôi ra đánh với nó luôn. Từ kỹ đầu tiên là Air Slash. À quên, đánh chết con này là Air Slash cũng thôi cũng tạm được đi. Mà nhìn nó cứ ghê ghê như kiểu gì ấy. Mình đã bị kéo hơn nửa cây máu rồi. Công nhận cái con này tốc độ đánh nó rất là cao. Đúng là phiên bản Shiny có khác nha. Đánh một hồi nóng máu quá tôi nên quyết định tôi bắt nó luôn với một quả Ultra Ball để xem là có dính hay không nha. Vâng, và một quả rất là may mắn, dính ngay tại chỗ luôn, không cần phải đợi. Sao mấy tập đầu mình không bắt được con này sớm hơn nha. Do phiên bản Charizard ác quỷ này rất là ngầu cho nên là mình quyết định dùng nó. Và level nó cũng cao hơn con Charizard thường của mình nữa. Một công đôi việc. Cùng kiểm tra skill thì nó có skill không bằng con của mình. Do con của mình được học từ skill từ một cái ông giải chiêu bí ẩn. Thì những con như thế này sao mà đỏ bằng được. Đến bì rừng thì quả trứng lại nở. Lần này là Porygon. Một con Pokemon khá là hiếm. Porygon 2. Con này có rất là nhiều phiên bản. Có thể biến hình các kiểu Palapolo luôn. Nhưng mà nhìn con này rất là tiếu nha mọi người. Mọi người chấm con này mấy điểm. Bình luận bên dưới nha. Trên quãng đường bay thì tôi phát hiện một con tàu hải tặc chứa rất là nhiều bộ xương, rất là ghê gớm. Và tôi quyết định nán lại và đấu với tụi nó xem coi tụi nó có mạnh hay không. Giờ thì tiến vào đánh luôn mọi người ơi. Wow, phía dưới có rất là nhiều cái san hô nha. Và khi mà mình nhảy xuống á, thì tụi ma sư nó bắt đầu kéo tới rồi. Và mình phải bắt đầu xử tụi nó thôi. Nếu mà giờ không xử thì còn cách nào nữa đâu. Mà công nhận mấy con này cũng trâu bò thiệt ấy. Hai lượt đánh nó cũng chưa chết nữa. Tụi này là một tụi ma sư gì đó nhìn nó rất là bẩm trợn và rất là ghê nha. Con đầu tiên mình đánh nó rơi ra cho mình một quả trứng thì phải. Và khá là nhiều đồ rơi phía dưới kìa. Một lát mình sẽ xuống dưới loot sau. Còn bây giờ thì chúng ta chiến đấu thôi. Time to fight. Những con này thì nhìn có vẻ ghê đấy. Nhưng mà do là môi trường nước nên là tụi nó khó di chuyển. Mình lặn ở bên dưới mình đánh cũng dễ nữa. Như vậy là chúng ta đã hạ gần như là hết cái con tàu này rồi. Trước khi mà đi đánh tiếp thì tôi quyết định lặn xuống nước để tôi coi là cái con này nó có đồ gì ngon. Có vẻ như có khá là nhiều táo vàng cũng như là mấy cái vật phẩm của bên mod Pixelmon nha. Và những cái heo item nè, một số cái đĩa. Và bên dưới còn có táo vàng và những quả trứng thì phải. Hình như mỗi con chứa một quả táo vàng hay sao ấy. Hồi nãy giờ mình nhặt được rất là nhiều táo vàng luôn. Và dưới này thì có một con gì đó rất là ghê, nó đang bò dưới kìa. Có vẻ như mình đã bị full đồ, chắc phải gắn bớt cái heo item lên cho trên người của chuột tụi nó thôi. Chứ bây giờ là đâu còn cách nào khác nữa đâu. Và một số đồ linh tinh. Có cả quả trứng 15 km. Wow, 20 chứ. Và phía trên vẫn còn nữa. Cho nên là mình quyết định lên mình đánh luôn. Ui, và lần này thì tụi nó xuống đánh đánh mình luôn chứ mình không cần đợi mình lên nữa. Ui, ghê quá. Chúng ta chỉ còn 2 máu thôi, chết là mất tiêu luôn đó. Đây rồi, thành công. Và có một số cái vỏ xeo xuân cơ nó rớt ngay trước mặt mình luôn. Không biết đây là trùng hợp hay là may mắn đây. Lần này thì chắc chắn mình phải bỏ bớt đồ ra rồi. Do là chưa có mod ba lô nên là việc mà chọn lọc đồ khá là khó. Mình phát hiện ở trong cái hộp thuyền có một cái con rùa đại bác thì phải. Và nó cũng có skin bằng xương luôn. Rất là ghê. Phía trên vẫn còn rất là đông. Thôi té lẹ trước khi mà tụi nó đánh mình. Đang đánh một hồi thì mình nhớ ra rằng là mình có táo vàng, tại sao mình không ăn. Sau khi ăn táo vàng vô rồi, tôi cảm giác như có một luồng sức mạnh gì đó rất là lớn lao chảy bên trong tôi. Và tôi săn tụi nó một cách đơn giản và dễ dàng và nhẹ nhàng. Vừa đánh vừa mở trứng luôn. Đây là một quả trứng 25 km. Và quả trứng lần này liệu có ra huyền thoại hay không đây? Không ra huyền thoại mà ra cái con nhân tạo. Rất là cùi bắp. Chạy đâu bạn ơi? Đây rồi. Ui, nó rơi ra một cái gì nè mọi người. Hình như là cái mũi tên đó ta. Spear, chĩa. Cái giáo mọi người nha. Đây rồi, bây giờ mình test thử coi. Wow, cái giáo này tốc độ đánh rất là nhanh nha. Có một quả táo vàng nữa nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng không cần thiết đâu.
Sau khi đánh tất cả thì tôi nhìn lên thuyền là vẫn còn hai thằng ở trên đó. Tôi quyết định sử dụng chiến thuật leo thang nhưng không lên. Với chiến thuật này thì tụi nó sẽ không thể nào mà đánh được mình. Nhưng mà thôi kệ đi, có một táo vàng thì tôi không thể nào mà sợ bọn nó được. Thêm một cái sale nữa, tổng cộng đánh cái trận này tôi nhận được 2-3 vỏ sale thì phải. Còn một vỏ sale nó đang nằm ở dưới nữa. Nhưng mà thôi, lười quá. Tại vì tôi thấy ở đây có một con gì đó rất là lạ. Một con rùa đại bác phiên bản Skeleton. Phía sau con rùa này được trang bị thêm một cái hình đầu lâu của băng hải tặc nữa. Có vẻ như đây là tên thuyền trưởng thì phải. Nhưng mà nó đã bị kẹt ở đây rồi, cho nên là mình quyết định đi ngủ. Đợi đội hình sáng hồi sinh hết rồi mình đánh tiếp. Ngủ dậy rồi thì mình quyết định lấy cái con lúc nãy mình mới mở từ quả trứng 25km ra đánh với nó luôn. Tại vì tôi nghĩ con rùa này chắc level cũng không cao đâu. Chính xác là nó chỉ có 36 level. Đánh một hồi thì mình quên mất là ở trên phía trên còn một con nữa. Còn một con ma xương nữa. Thôi cái việc đó để sau đi. Trong đây không gian rất là chật chội nha. Chúng ta sử dụng chiêu hệ điện để mà đánh với nó. Mà nếu chiêu hệ điện nó chỉ là một chiêu búp thôi, cho nên là quyết định dùng hệ băng luôn. Hệ băng này kéo cũng khá máu. Không gian hẹp này làm mình quá là ngập thở luôn á. Ancient Power. Đây rồi, xếp chết. Con này khá nặng nên là mình sử dụng Heavy Ball. Và chỉ với một quả Heavy Ball đã dính con rùa thuyền trưởng này. Rất là đơn giản. Phía bên trong đây có một cái máy tính nè. Và trên máy tính có ghi là Zilcast sẽ đăng video vào lúc 18:15 vào 4 ngày sau. Chu Khoan vội mừng, tôi lên tôi xử nốt cái con ở trên. Tại vì nếu không xử một lấy mình đi review, nó đánh sau lưng là tới công chuyện luôn. Và con này thì không có đồ gì hết, chỉ có một quả táo vàng. Rảnh rỗi không có gì làm thì lên trên thuyền ngồi chơi ngắm gió hóng mát gì đó. Và cùng xem coi cái kích thước và cái độ đẹp của con này nó tới đâu. Mà công nhận con rùa này nó hơi xấu nha. Con mắt nó nhìn cũng ghê đấy. Rinnegan à. Nó có xăm một cái hình bộ xương ở dưới cái bụng. Và có mấy cái đốm gì đó trên tay. Sau lưng là một cái biểu tượng của băng cướp biển, băng đầu lâu. Hay là băng ma xương ta. Con rùa này mang cho mình skill Randan và Flash Cannon cũng tạm ổn đấy. Sau đó thì mình lên đường tiếp tục cậy trứng cho nó nhanh. Chưa đi được bao xa thì phát hiện một tòa tháp nữa. Bay tới tòa tháp mới thấy là có một trainer đang đứng cản đường phía trước nè. Thôi thách đấu luôn vậy. Trời ơi, Darkrai level 70. Từ từ friend ơi, thay đổi hình cái. Không biết tại sao lại có một tòa tháp nằm giữa rừng nữa. Nhìn rất là hoang sơ và cổ kính nha. Đánh với Darkrai hả? Rồi, bị ru ngủ rồi, vừa nói luôn, chưa kịp nói nữa. Giờ mình phải đợi cho mình hết ngủ thì may ra mới đánh được nó. Con này thì không thể gây đam được mình rồi. Nhìn nó có vẻ khá yếu đấy. Do hai thằng bằng level nên là mình méo sợ. Có vẻ như là nó dồn hết cái chiêu ngủ cho mình luôn. Chắc do là mình là một đối thủ khá là mạnh đây. Darkrai shiny luôn mới chịu. Đây rồi, sau khi mình tỉnh ngủ thì Darkrai đã lên đường và đi ngắm gà khỏa thân. Những con gà luộc tuy ngon mà không, tuy không mà ngon. Tiếp tục kết liễu Shapiru. Công nhận cái ông Rudor này ông mạnh thật á. Kavanha, một con cá nhìn giống rất là giống cá hổ nha. Chiêu này hụt thôi chứ chúng là chết. Đấy, đi bụi. Một con Pujaya. Mấy con này thì không có cửa đấu với Rudor rồi. Ném buồn này, mình đang đứng ngay vũng buồn. Ném buồn. À, chú cúng con này đánh cũng mạnh đấy. Được đấy, level 35. Thấp hơn mình tặng 35 level lận. Chết veo luôn. Vâng, và đánh ông này thì không được cái gì hết. Có cái là cảm thấy đói. Nhìn cái chỗ này rất ghê. Có vẻ như dưới đó là một cái dungeon. Chính xác là một cái dungeon luôn. Và rất là hoang sơ nữa. Tranh thủ vô đây cày cấp để sau này còn ép sách. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Vừa lấy găng thì có xuất hiện mấy con nhện. Mình quyết định đấu với mấy con nhện luôn. Hy vọng nó không đánh trúng mình. Chứ mà đánh trúng là dính độc đó. Nhện nó cứ ra liên tục. Thôi mình sẵn ngõ đây cày level cũng hợp lý. Sẵn loot cái rương luôn. Trong rương này thì nó có 3 miếng revive cũng như là một số cuốn sách và cái ram block. Cái này hình như là dùng đến lai tạo giống Pokemon thì phải. Nghe cũng khá là hấp dẫn đấy, cho nên là mình quyết định lấy theo luôn. Mà thôi đợi cái này lâu quá, thôi đập luôn cho nhanh. Đập cũng có kinh nghiệm vậy. Tiếp tục qua những cái chỗ khác và đập luôn. Những cái chỗ này thì nó cho mình ra những cái con zombie rất là ghê và hung tợn nha. Đập luôn. Sợ gì. Trong rương này thì chả có quái gì hết ngoài cái mũ. Nhìn cũng có vẻ ok đấy. Thôi không mặc. Tại vì cái mũ nó xấu hơn cái mũ của mình đang đội rất nhiều. Tiếp tục đi qua các những cái lồng kế bên xem coi nó có gì không. Thì tôi thấy được một cái bánh kem rất là ngon. Và gần bánh kem có một cái rương. Trong cái rương thì có kem dung nham và một sách sắc bén và một ít đồ ăn. Thôi thì lần này chúng ta đổi qua bánh mì vậy. Phía trước có cả quỷ bắn cung. Những con skeleton rất là hung hãn. Đập nó trong vòng một nốt nhạc. Và lần này thì chúng ta có thuốc nhanh nhẹn. Cũng không có gì quan trọng cho lắm, không cần lấy. Có một cái đôi giày rất là ngon. Mình quyết định thay với đôi giày cũ của mình sắp hư. Còn một tụ điểm cuối. Thôi đi luôn đi. Chỗ này thì vẫn là skeleton thôi. Không có gì đặc biệt cho lắm. Và một cái rương. Vẫn là sách. Chỗ này nhiều sách. Nhưng mà được một cái cúp xịn. Nhưng mà cũng không xịn cho lắm. Phía chỗ này thì lủng lỗ. Nhưng mà bên dưới còn có được một cái đường đi xuống nữa. Quyết định đi xuống luôn. Nhà thám hiểm thì không ngại thám hiểm. Phía bên dưới mình nghe được tiếng zombie.
có một cái giếng rất là sâu dẫn xuống bên dưới, và bên dưới có cả trồng cây mọc ở dưới nữa, nhìn rất là ghê nhưng mà mình không dám xuống. Gần đó có một cái rương có thịt gà và một số cuốn sách, nhiều cuốn sách cấp 1, nhưng mà nhiều cuốn sách cấp 1 sẽ giúp chúng ta trở thành một cuốn sách cấp 2, cấp 3, cấp 4 một cách nhanh chóng, nhưng mà mình không có ba lô nên quyết định đi tiếp và không lấy một thứ gì đi theo cả. Bên đây thì chịu hỏi rất là nhiều quái vật, nhưng mà không sao, chúng ta có táo vàng. Mình ăn táo vàng vào và chơi khô máu với tụi nó. Tụi nó tự nhiên quay ra bắn nhau luôn, có vẻ như hai thằng làm một thằng bạn thân. Có một thằng bạn thân, nhưng mà thằng bạn thân nó bắn sau lưng, gọi là đâm sau lưng, thì thằng bạn thân kia quay lại đấm cái thằng bạn thân phía sau, và thằng bạn thân phía sau bị chết, và thằng bạn thân phía trước cũng bị chết luôn. Một câu chuyện cảm lạnh đến từ vị trí của Zio. Và lần này thì chúng ta cũng không tìm được gì ngon hết. Điện thoại tôi gặp một con cá rất là tội nghiệp, Barbrook. Một con cá sống gần dòng nước nhưng mà không nằm trong dòng nước, mà nó cũng không chết luôn. Tôi quyết định đẩy nó xuống phía dưới để cho nó có một cuộc sống an nhàn hơn. Thì theo tôi phát hiện phía dưới có một cái loại gạch nằm ở dưới địa ngục, hình như giống tòa thành địa ngục. Thế là máu liều nhiều hơn máu não, có táo vàng nên là nhảy xuống luôn, ngại gì vết bẩn. Và mình nhìn thấy một cái hàng rào rất là ghê, tranh thủ lúc này đào hắc diện thạch về luôn. À mà thôi, đi hắc diện thạch tạo dễ mà. Đi một hồi tôi thấy một cái cục gì đó nhìn giống kim cương, nhưng mà nó không phải là kim cương, nó là một cái loại khoáng thạch gì đó. Và chỗ này còn có mấy bé zombie nó đang rình rập mình nữa. Nhìn qua mới thấy đây là một loại đá malachite. Đá malachite này thì chúng ta có thể làm được các loại đá gì đó rất là dữ dội, và có thể là tạo được một cái máy gì đó, mình cũng chả biết nữa. Sẵn đang cần kinh nghiệm, tôi xuống tôi xử mấy thằng nhóc này luôn. Mấy nhóc này thì đối với tôi là không là vấn đề gì cả, nhưng mà nhiều thằng nhóc thì là vấn đề. Tôi quyết định chạy xuống dưới ăn một quả táo vàng và quay lại đánh với nó. Tụi này thì không là vấn đề gì sau khi mà mình đã ăn táo vàng, nhưng mà nhiều thằng thì có thể sẽ tạo ra vấn đề cho Geocat đấy. Một con đã bị hạ gục nhưng mà không cho đồ ngon, hai con đã bị hạ gục, còn lại hai con thôi. Geocat sử dụng chiến thuật đánh qua đánh lại, cuối cùng thì cũng đã hạ gục thành công. Có một con nó đánh sau lưng tôi không kịp trở tay, nhưng mà tôi vẫn đánh được nó, do là tôi đánh đại. Táo vàng thì vẫn còn nhiều, lên đập lòng thôi. Tạm biệt. Mày mò một hồi thì cũng tìm được cái đường lên. Không biết đã bao nhiêu ngày tôi đang ở dưới cái hầm đó rồi. Trời ơi, tại sao lại đi xuống cái hầm đó một cách ngu người thế này. Thôi, ngủ thôi. Giờ là lúc cày trứng và một lát đem gỗ về xây nhà và tạo dựng đường đi cái kiểu cho nó đẹp, chứ cũng không để làm gì hết. Dừng lại bên bờ biển mở trứng thì có một con boss, nó xuất hiện trước mặt tôi. Đây là một con cá mập. Mình mở qua trứng đầu tiên ra một con crab bite, và con thứ hai là con pike duck. Có vẻ như đứng gần biển thì tôi mở ra được những cái con hệ dưới biển thì cũng hợp lý nha, một con cua và một con vịt. Con boss gần đó thì chỉ có 3 sao thôi, đánh chắc cũng dễ, nên là mình quyết định lấy Charanita ra. À không, lấy Charanita đi. Động đất đến từ vị trí của Charanita, nhưng mà có vẻ như là Sharpedo khá là vững ấy, kéo hơn được nửa cây của Sharpedo. 3 sao mà đánh cũng dễ mà, chả có gì khó đối với mình. Lần này thì chúng ta nhận được một đĩa scale, một đĩa towel, và không được cục kẹo nào hết. Xui dữ ta, bắt luôn thôi chứ sao giờ. Lần này thì chạy đi đâu rồi, bắt hụt luôn. Tôi ghét quá, tôi đập cái này luôn. Dám cho đồ cùi. Giờ là lúc thanh lọc đồ, kiếm cái đĩa ngon coi. Công nhận đĩa này cũng không ngon lắm. Mình nhớ tới hai đĩa lần mà ta, sao chúng ta nhận lại chỉ được có một đĩa vậy. Sau khi quay về nhà, tôi đang định xây nhà thì những quả trứng nó bắt đầu nở, như là những quả 15 và những quả 10 hoặc 5 thì gì đó mình quên rồi. Mình mở ra được Mr. Mai và một quả trứng 15, chúng ta mở được Charmeleon. Khá là may mắn luôn, con Charmeleon này, nhưng mà chỉ có level 1 thôi. Nhưng mà thôi, chúng ta lại có thêm một con Charizard nữa rồi. Yeah, đi ngủ và chuẩn bị công việc cho xây nhà thôi. Tôi quyết định xây cái nhà của tôi, cái mái bằng lá cây. Do không có ba lô nên là việc lấy đồ về cũng không có nhiều cho lắm, nói chung là cũng tạm dùng được. Đá Mega tôi cắt trong cái chỗ buôn bán này luôn cho nó tiện, còn các mảnh play thì tôi để qua room play thôi. Được bao nhiêu rồi ở nhà, đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngồi đây sắp xếp với cái con thỏ nó dám thách đấu với vị thần Trukadon trên luôn, gan trời hả bạn. Và bây giờ là lúc lấy gỗ và chuẩn bị xây nhà, cũng như là chuẩn bị sắt để mình đi làm cái kéo tỉa lá cây về làm máy. Tranh thủ làm cái rương sun cơ để chúng ta có thể đựng được nhiều đồ hơn. Hồi nãy tới 3-4 xeo lận nhưng mà lười lấy quá, lấy đúng được 1 xeo à. Hay giờ lần sau có thì tôi sẽ lấy xiên hơn một xíu. Chưa kịp xây nhà thì tôi nhớ ra rằng có một cái red odd của Rudon. Đây là cái vật phẩm mà mình đã nhặt từ một hay là hai video trước. Quá là may mắn luôn. Và giờ mới nhớ, ảo ma Lazada thật sự. Và mình quyết định hóa Primal cho con Rudon. Đây giờ là giây phút ai cũng mong chờ khi mà chơi bản mod Pixelmon. Rudon hóa Primal. Đây là một dạng nguyên thủy của Rudon, giúp nó tăng khả năng chiến đấu, sức mạnh các kiểu lên rất là nhiều luôn. Như là máu nè, đam nè, và
giáp các kiểu. Rudon Primal phiên bản tiền sử này thì nói chung là mạnh rồi. Chúng ta cũng có thể vừa cưỡi vừa tiến hóa cho nó luôn nha. Đó. Ở phiên bản này thì tốc độ di chuyển nó cũng giữ nguyên nha mọi người. Nó chỉ có để được tăng chỉ số trong khi chiến đấu thôi, còn bên ngoài thì vẫn giữ nguyên. Và hình dạng thì được thay đổi, rất là đẹp luôn. Không dài dòng nữa, giờ chế mấy một số cái kéo tỉa để chúng ta đi lấy lá cây thôi. Với con Rudon này thì nó có thể giúp mình leo cây một cách dễ dàng, tại vì cái tốc độ bật nhảy của nó rất là cao. Mà té xuống thì mình cũng cần chết luôn đó mọi người à. Đầu lấy lá thôi. Không biết lá này có đẹp hay không nữa, nhưng mà thôi nhìn nó màu xanh chắc cũng được á. Mà công nhận đi trên những cái lá cây này rất là đã nha. Lấy một xíu thì được 4 stack lá cây, còn cái kéo thì mình quăng bỏ luôn. Trong rừng này thì cái cây này nó cũng rộng và lá rất là nhiều nha. Giờ mình mới biết là lá cây thì nó sẽ hoạt động theo ở khu vực nha mọi người. Ví dụ cái lá màu xanh lúc nãy thì nó ở trong khu rừng, nhưng mà mình đặt ra ngoài đồng bằng này thì nó trở thành lá màu vàng. Ây da, tôi cứ tưởng lấy lá màu xanh là đặt vào nó sẽ trở thành lá màu xanh, nhưng mà không phải nha. Trang trí một xíu thì chúng ta cũng gần như là được cái máy rồi. Giống như là mình đã mở rộng được cái cây, nó to hơn được một xí rồi đó. Giờ thì đi ngủ thôi. Trời sáng thì mình lấy số lúa còn dư lại một ít để mình làm hết bánh mì luôn. Ây da, giờ chỉ còn đúng một miếng thôi. Lần sau mình sẽ thu hoạch tiếp và tiếp tục lai giống lúa ra để có nhiều bánh mì hơn. Như vậy là chúng ta đã xong cái tán cây rồi đó. Mình muốn trồng xung quanh là các chậu hoa và cái hàng rào bằng lá cây, nhưng mà mình không biết là nó có thể trụ lâu hơn không khi mà không có cái thân gỗ phía trước. Tại vì thường những cái lá cây mà nó không có thân gỗ như thế này thì nó sẽ rất là dễ bị chết và nó sẽ bị tan biến. Thôi mình cứ test như vậy trước đi, xem nó như thế nào ha. Nhìn thì nó cũng ok đấy. Giờ dọn hết đống cỏ này nhìn cũng sạch nữa nè. Mình thích ở với gần gũi với thiên nhiên hơn, nhìn kiểu như nó mát mẻ hay sao á. Gần đó thì xuất hiện đi một con boss, mình quyết định test thử con Rudon Primal xem như thế nào. Đây là một con boss legendary nha mọi người. Với những cái con nào mà hóa nguyên thủy rồi khi mà gắn ngọc á thì vào trận chiến á thì nó sẽ tự động hóa luôn, không cần phải bấm nút biến gì hết. Với một skill chúng ta có thể kéo được hơn nữa 60% máu của cái con boss legend, một con boss ở mức level 112. Tiếp tục là con boss này nó thả những cái viên điện gì đó hoặc là nước gì đó từ trên trời rơi xuống rất là ghê. Chiêu thứ hai của Rudon hụt rồi, lần này sử dụng tiếp một chiêu nữa, nhưng mà vẫn là chiêu độc quyền. Lần này chúng ta đã hạ gục thành công. Đánh con này thì được một cái cần câu, một viên đá mega và một viên kẹo, khá là hời luôn. Còn lại bỏ. À không, những miếng thịt này rất quan trọng, lấy luôn. Tại vì chúng ta đang thiếu thức ăn rất nhiều. Cũng may có hộp Sunker rồi. Giờ cắt xong những cái đồ mà không cần thiết vào rương rồi sau đó chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình mới thì tôi sẽ làm một cái đường đi xung quanh nhà của tôi, nhìn cho nó ra dáng cái ngôi nhà hơn. Giờ là bắt đầu làm nông dân thôi. Cái đường nó sẽ được dẫn tới cái hồ mía của mình nha. Nhìn sơ sơ thì cũng tạm ổn đấy. Tới tận tờ mờ tối thì tôi cũng cuối cùng cũng dọn xong cái đống cỏ chuột của cái vườn African của tôi. Trời ơi, ta nói nó mệt gì đâu luôn. Đúng là cánh đồng cỏ màu vàng này nó đẹp thật, nhưng mà dọn nó mệt. Nó mệt ngang với đồ đẹp của nó đó. Quá là tuyệt vời luôn, quá là mệt. Lấy hoay một hồi dọn cỏ thì tôi thấy có một con boss hệ ma nó xuất hiện vào ban đêm. Chưa kịp đánh nó quả trứng lại nở rồi, bắt buộc phải mở. Lần này ra Dushan, một con Pokemon gì đó với một cái tên rất là lạ. Kiểm tra PC mới thấy nó là một cái con chắc nhờn gì đó, hình như con này sống trong rừng nè, nếu mình nhớ không nhầm. Không có lòng vòng qua đây nữa, tôi qua tôi đánh boss. Wow, con boss này level 102, nó yếu hơn con lúc nãy mình đánh. Nhưng mà thôi, easy mà, mấy ở gần nhà mình mạnh mà, lo gì. Nhưng mà nó cũng mạnh không kém đâu nha. Khả năng cao là Rudon sẽ bị chết, tôi biết ngay mà. Không sao, chúng ta còn khá nhiều huyền thoại, nhưng mà những con huyền thoại này thường rất là gánh nặng. Ui, toàn rồi. Con hệ ma này công nhận nó mạnh thật sự. May quá, Hurricane Tornado tấn công được hai lần luôn. Tốc độ Tornado bất ngờ được nâng cao nhưng mà vẫn không chống trả được. Lần này chúng ta sẽ lấy hồn ma Adron ra để xem hồn ma Adron có mạnh hay không đây. Hồn ma Adron nhưng mà skill là skill vật lý. Nói chung là vẫn bị đánh đấy. Để coi có thể kéo đam được không. Tất nhiên là kéo được rồi. Và lần này chúng ta nhận được một viên đá Mega, một viên đá Z nữa, quá ngon. Với viên đá Z hệ thường này chúng ta sẽ gắn cho cái con Regigigas. Đây là một cái con khá là quan trọng. Thật ra không quan trọng đâu, tại vì nó có viên đá Z nên là mình mới gắn thôi. Trời tối thì bắt đầu hệ ma nó xuất hiện rất là nhiều nha. Buổi tối này mình đi săn hệ ma thì đúng bài luôn đó. Giờ nhìn lại thấy cái vườn của mình nó quá là đẹp. Hay da, sắp tới tôi phải làm thêm rất là nhiều vườn mía và vườn African nữa. Sau đó chúng ta sẽ để công viên Pokemon nuôi bên trong đó, rất là hấp dẫn. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Trời vừa sáng, do là tôi muốn thực hiện thêm nhiều dự án đẹp hơn ở ngôi làng của mình nên là tôi quyết định cầm xẻng ra ngoài đất, ngoài bờ mía để tôi đào. Ở đây nó có một cái hồ khá là đẹp, sau này mình sẽ bắt cá và thả vào đây nuôi luôn. Công việc hiện tại là dọn đất sau đó trồng mía thôi. Dưới hồ có sắt nữa cơ, ảo ma thật sự. Giờ đến lúc dọn mía nào. Dọn xong thì trồng mía thôi. Trồng được có xíu à, hết mía rồi. Rồi, dọn nốt đống cỏ ở đây nữa là xong. Quá đẹp luôn ha. Đó, giờ có hai vườn mía rồi đó.
Sắp tới build thêm tí Obrican qua đây rồi nuôi thêm Pokemon nữa, lập công viên khổng lồ luôn. Mấy con Ponyta này nó hay xuất hiện ở trên đồng cỏ lắm, và nó là một trong những con Pokemon khá là dễ bắt. Nhưng mình có rồi nên là mình không bắt. Thử vận may ở cái trụ gần nhà đó coi coi hên không nha. Adu, chứng 5 thôi cũng tạm được đi. Sau khi mà dọn cỏ thì nhận lại được rất là nhiều hạt giống luôn mọi người à. Trời ơi, đang định xây nhà luôn nhưng mà nhìn lại cái vùng đất này nó đang khá là đẹp nên là tôi chưa muốn xây. Giờ là mình sẽ để mấy cái này vào. Đây, ten 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 ten. Sau đó chúng ta sẽ để Pokemon vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt những con Pokemon hệ lá hoặc là hệ cỏ gì đó. Như Shaymin chẳng hạn. Pokemon cánh đồng. Để với Bell Spout được không ta? À thôi để Scyther đi, nhìn hai con này nó cũng đẹp đấy. Shaymin thì bó bé, cho nên là chúng ta bắt buộc phải thay ra thôi. Shaymin bé quá. Ở đây để rắn lá là hợp lý. Mình để rắn lá và con ếch kỳ diệu đi. Hai con này cùng hệ nè, hy vọng nó có thể lai ra được. Nhưng mà chúng ta thiếu cỏ rồi, không biết có lai được hay không nữa. Chắc được á. Sau đó mình qua đây đặt thêm một trụ nữa. Ở chỗ này mình sẽ nuôi những cái con Pokemon hệ lá thôi. Có cả thần nữa mình chưa kịp tiến hóa nữa, lát rảnh đem đi tiến hóa luôn. Ở đây mình chắc mình sẽ nuôi Pokemon hệ bay đi. Mình có hai con chim Spiro nè, để vào cũng hợp lý. Nhưng mà nó bé, bé quá bé rồi. Đứng từ xa thì không thể nào thấy được tụi nó luôn á. Để vậy thôi chứ giờ tôi vẫn chưa muốn lai giống tụi nó đâu. Nếu mà thật sự lai giống á thì chúng ta phải làm một cách nghiêm túc hơn. Còn bây giờ để chân cho đẹp thôi, làm một cái công viên. Giờ là lúc đi thu thập African thôi. Nói chung thì ở cánh đồng của mình ở thì nó cũng khá là hoang sơ và đẹp nữa, rộng rãi nữa chứ. Nhìn nói chung là rất hữu tình luôn. Chỉ khi mà chúng ta bay lên cao thì chúng ta mới thấy hết được cái vẻ đẹp của cánh đồng mình ở. Wow, rất là tuyệt vời. Còn rất là nhiều thứ để khai thác trong cái cánh đồng này. Có một con mèo thằng Tài nó đến trước cửa nhà mình. Chắc nó muốn cho lọc mình đó, thôi nên là mình quyết định bắt nó luôn. Con mèo này khá là đơn giản, chỉ với một bon là dính luôn. Bingo. Giờ là lúc chúng ta tiếp tục lên đường và tìm thêm nhiều cái trụ trứng hơn. Tìm trứng để mà cày thêm thôi. Bay chưa được bao xa thì tìm thấy thuyền cá chép và một cái khu nhà. Hình như là nhà này sẽ có cái máy chay và một cái PC thì phải. Nếu mình nhớ không nhầm. Chính xác. Đập cái máy chay. Ha ha. Ngon. Đập cái PC luôn. Ngon. Ngồi lại hồi máu thôi, chứ máy hồi máu này đập thì chúng ta sẽ bị hư và không thể đem theo được. Sẵn tranh thủ ghé qua cái thuyền cá chép này lấy thêm cá luôn. Trong đây có rất là nhiều cá. Như vậy là chúng ta không sợ thiếu thốn thức ăn nữa rồi. Yeah. Trong những cái rương chúng ta có rất là nhiều cá hề và cá tuyết sống. Những con cá này thì chúng ta mang về mà chế biến lại ăn nữa thì quá tuyệt vời luôn. Và trong thuyền này có rất là nhiều cái rương bí ẩn nó che giấu bên dưới. Nhưng mà đa phần là chỉ chứa cá thôi. Và một số cái heo item cho những cái con hệ nước. Nhưng mà toàn là heo item bình thường không à. Có cái tủ lạnh nữa nè, mang về luôn. Trong rương toàn cá với cá thôi. Nhiều thế. Ở dưới hầm cũng có một số cái rương nhưng mà cũng chỉ toàn cá với cá. Có một sợi dây chuyền dành cho những con hệ nước nè. Thôi cậy để lấy mang vào để cho tụi nó mạnh hơn xíu cũng được. Một số món đồ cũng khá là hợp lý nè. Có cần câu. Cần câu này dùng để câu những cái mảnh. Câu mảnh cho Rudon nhưng mà bây giờ không cần nữa rồi. Và câu Rayniza. Thôi chắc giờ lấy cái để về câu Rayniza nè. Nhưng mà mình có rồi nên là thôi không lấy. Lấy cái cần câu này để về làm kỷ niệm. Sau khi thu thập xong thì leo lên thôi. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần để đồ vào ba lô thôi. Quá là đơn giản luôn. Những cái đồ mình không dùng hoặc là những viên đá mega. Tại vì bây giờ đâu có dùng đá mega làm gì đâu. Tủ lạnh các kiểu nào quăng vô hết. Máy tray này kia. Rồi quá tiện. Xa xa kia hình như là có thêm một căn nữa thì phải. Có một cái nhà để máy tray và máy PC. Thôi lấy luôn, qua lấy luôn. Mà hình như khu này là cái khu tuyết thì phải. Ây da, khu tuyết chắc phải lưu lại thôi. Khu này là cái khu khởi đầu của mình này. Vừa mới đáp xuống là phát hiện có tòa tháp Urshifu dùng để tiến hóa Urshifu qua hệ bóng tối hoặc là hệ nước. Nhưng mà cái đó để sau đi, giờ vô lấy máy chay và máy PC đem theo bên người. May quá lúc nãy không có đem cái gì theo hết. Đem đúng có một cái giường. Trời thì nói chung là cũng tối rồi, chắc tạm thời tối nay ngủ tại cái tòa tháp này thôi. Tòa tháp này thì chúng ta đừng có đi đường dưới mà chúng ta phải đi đường trên, tại vì cái rương đồ nó sẽ nằm ở trên. Khi vào được tòa tháp rồi chúng ta thấy một cái rương. Trong cái rương này có một số cái gậy đánh bật lùi và kiếm sắc bén cũng như là một số tờ giấy. Có một cái hộp và một hộp nhạc. Nói chung là trong đây cũng chả có gì đặc biệt. Ở đây có lá cờ, mình không biết nó là lá cờ hình như là hệ nước thì phải. Nhìn rất giống hệ nước cho nên là mình lấy về luôn. Lá cờ hệ nước thì nó rất là quý nha. Nó hiếm hơn cái lá cờ bóng tối nhiều. Giờ thì cắt đồ vào và chuẩn bị đi ngủ thôi. Trời nó cũng đã tối rồi. Cần câu này kia. Tối nay chúng ta ngủ lại ngôi đền này thôi. Cũng khá là ấm cúng đấy. Mình bắt đầu đi lục lọi hết các tầng của cái ngôi đền Urshifu này. Nhưng mà chả có cái quái gì hết. Có một cái rương ở tầng cuối cùng. Có một cái bản đồ. Và mình quyết định dùng cái bản đồ này để đi tìm kho báu. Hên xui chúng ta sẽ có thể tìm thấy được Master Ball. Mới sáng sớm ra những con hải âu, những con mòng biển nó đã bắt đầu bay rồi. Tụi nó bắt đầu thức dậy rồi đó. Trời sáng rồi. Hay giờ cái khung cảnh này thiệt là đẹp đó hử.
sáng ra được ngủ trên biển thì là mát mẻ. Sau khi mình mở được cái bản đồ thì có vẻ như kho báu cũng nằm khá là gần cái chỗ mình quyết định đi tìm kho báu luôn. Hình như mình nhớ lộn, đây không phải là kho báu mà chỉ là một cái bản đồ bình thường thôi. Nó vừa mở ra cái map cho mình thôi. Trời ơi, tại sao tôi lại mở cái map ngay cái chỗ này cơ chứ? Ngáo thực sự. Ngó qua bên kia thì có con ốc mượn hồn khá là to, mình quyết định qua mình bắt nó luôn nha. Nhìn nó cũng đẹp á. Crystal. Con này thì không cần đánh đâu, chúng ta chỉ cần bắt một với một quả heavy ball thôi. Những cái con mà nặng mà dùng heavy ball khả năng cao là dính. Đấy, một quả là dính luôn. Kế đó thì có một cái trụ boss hình con cua, mình quyết định mình vô mình đánh luôn. Thì phát hiện là con cua này 5 sao, ảo ma Lazada thực sự, lần đầu tiên thấy con cua 5 sao, đánh luôn. Con cua 5 sao này nó hóa ra nó mắt rất là to và nó là một trong những cái con cua khổng lồ, cua hoàng đế chăng? Kéo được 40% máu của con cua hoàng đế. Được rồi, tôi sẽ cố gắng bắt con này thôi, 5 sao khá khó bắt đấy, nhưng mà chắc nó sẽ level cao. Nhìn từ dưới nước trở lên, thấy con cua nó rất là khổng lồ nha. Tiếp tục là Slowbro hóa Dynamax để mà đánh với con cua này. Wow, hai con dưới biển đánh với nhau, thật là đẹp mắt. Hai con dưới biển đánh trên một khúc sông, dòng sông này dẫn vào rừng, lát đi vào ven con sông này thử coi có thấy gì không. Ui, con cua to thực sự. Kết liễu, Rudor nó kết liễu thành công, Grabby. Đánh con cua này mình nhận được một viên ít kẹo XL và rất là nhiều berry cũng như là không có gì đặc biệt hết. Mình quyết định bắt con này với quả Ultra Bones. Wow, và mình bắt dính nó. Tuy nó 5 sao nhưng mà nó thuộc dạng Pokemon cấp thấp nên là khả năng cao là sẽ dính. Berry đã được chuyển vào túi đồ của mình cũng như là một viên kẹo XL. Với viên kẹo này chúng ta có thể đi tiến hóa được những cái con Pokemon của mình một cách nhanh chóng. Phía đằng sau lưng mình thì bất ngờ có một con Big Reel nó xuất hiện. Lần này thì Big Reel không thể chạy được với mình rồi. Ha ha, chạy đâu em ơi. Bất ngờ con Big Reel này level 122, nó trên cấp huyền thoại rồi. Nó kéo máu mình thì cũng không đau cho lắm, mình quyết định sử dụng tuyệt kỹ đỉnh cao nhất của mình. Rồi hụt luôn, rồi và đi bụi luôn. Thôi toàn rồi, nhưng mà không sao, chúng ta còn Trinidad có thể sử dụng hệ bay để mà đánh với hệ côn trùng. Trinidad bị dính độc rất là đau. Trinidad kéo được 50% máu của Big Reel. Tiếp tục Trinidad nằm xuống. Lần này chúng ta sẽ lấy Charizard ác quỷ ra và sử dụng phun lửa. Cái kết cũng như vậy thôi, đi bụi. Tuyệt kỹ ném đá của Tyranita sẽ có thể kéo được. Chết vèo luôn, chưa kịp ném nữa. Atron thì sao, hồn ma Atron. Ừ, con này tôi nghĩ có thể kéo được đam đấy. Đấy rồi, hay quá Atron ơi. Tiếp tục sử dụng Iron Trail, nhưng mà lần này thì đi luôn. Chúng ta chỉ còn một con duy nhất, đó chính là Rigidigat. Lần này chúng ta có thể kết hợp được viên đá Z và sử dụng tuyệt kỹ Super Power. Nhưng mà không được, do viên đá Z hệ thường. Thôi toàn rồi, đánh thường thôi chứ sao vậy. Thua. Mình quyết định bơi như một thằng khùng đến cái nhà màu đỏ lúc nãy để đi hồi máu. Trời ơi, đánh thua trận này quá là cay cú. Không sao, sau khi hồi máu tôi sẽ trả thù con Big Reel này mới được. Sau khi rời đi và bay lại thì con Big Reel nó đã biến mất trên bản đồ. Hơi khá là cay cú luôn. Lần sau tôi sẽ đánh một cách kỹ càng hơn mới được. Bay chưa được bao xa nữa thì trứng nó lại nở rồi. Và lần này là quả trứng 20 km. Và mình mở ra được một con First Romosa. Đây là một con Pokemon Ultra Beat, cũng khá là đẹp. Còn tạm gọi nó là một con người mẫu. Con này xuất hiện bên Ultra Beat rất là nhiều và cũng rất là dễ bắt. Tại sao tôi lại mở ra cái con này nhỉ? Cũng may là cái kích cỡ của nó khá là to, nên là thôi nhìn cũng tạm được đi, cũng tạm cho điểm ok đó. Con này thì rất là nhỏ bé so với Stakataka. Bây giờ mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng con Stakataka là sẽ như thế nào nha. Đây là quái thú Ultra Beat mình mở ở đầu video nè. Con này rất là to với một cái kích thước rất là khổng lồ luôn. Và con này nó mang cho mình hệ đá và hệ thép, cũng có thể để cày để mà đánh nhau cũng hợp lý đấy. Gần đó có cái con hệ lá khá là to bắt về làm công viên luôn. Trời, gần tối mình đi tới được một cái hồ và cái hồ này nó có một cái con nhện nước rất là ghê. Và đây là một phiên bản bí ẩn gì đó của con Arawanic. Nhìn nó rất là đáng sợ luôn. Và hình như là một cái hình thù rất là lạ, giống như là sấm chớp và kết hợp với phòng thí nghiệm gì đó. Như con này là một loại Pokemon đột biến. Mình không biết nó level bao nhiêu cho nên là mình quyết định lấy mấy cái con level thấp ra để thách đấu với nó thử. Và bắt thử coi là cái con này nó có mạnh như lời đồn hay không. Mình quyết định dùng cái con Pokemon nhân tạo và một con Pokemon Skeletor, một cái con Pokemon rùa đại bác xuất hiện ở trên cái con tàu hải tặc mà mình đã đánh được. Và mình quyết định lấy con này đấu với nó. Sau khi đi một hồi thì một vòng thì mình không thấy nó nữa. Và khi mình lặn xuống nước thì mình mới thấy nó. Thì con này nó toàn sống ở dưới đáy hồ và những cái khúc sông dạo ở tất cả cái đồng bằng. Như vậy là trận chiến ngày hôm nay rất là tối. Chưa kịp ngủ nữa thì con này xuất hiện nhìn rất là ghê luôn. Nhưng mà level nó khá là thấp nên là mình quyết định dùng những cái chiêu đánh thường thôi. Chứ bây giờ mà đánh chiêu mạnh thì nó chết nữa mất công. Wow, nó dùng bubble beam, con rùa mình cũng gần chết luôn, công nhận cũng ok đấy. Mình sẽ kéo máu vàng với những cái con dưới 30. Chúng ta thường dùng Ultra Ball một quả là dính. Lần này thì chúng ta sử dụng con Pokemon nhân tạo ra để đánh với nó.
Nhưng mà Pokemon nhân tạo thì skill nó khá là mạnh, nên là mình quyết định là dùng Ball bắt luôn. Với những cái con level thấp như thế này thì bắt khá là dễ. Chúng ta tung quả Ultra Ball ra và khá là bất ngờ, con này dễ bắt hơn lời đồn. Nhìn cái bộ dạng của nó khá là đáng sợ nhưng mà level nó quá thấp. Chưa kịp ngoi lên mặt nước nữa thì một con boss nó lại xuất hiện ngay cái bìa rừng. Tụi không thể nào mà bỏ được cái thời cơ ngàn năm có một này. Đánh cái con này chúng ta sẽ được đá Mega. Oh my god, Rudon hóa Primal và sử dụng tuyệt kỹ. Có một, ngàn năm có một. Đối với những cái con hệ lá như thế này thì Rudon cũng hơi rén đấy. Tại vì nó khắc, nó là hệ lá. Nhưng mà mình vẫn chưa học chiêu quả cầu lửa cho Rudon. Tại sao vậy? Không sao, Rudon đã chết rồi. Thôi toàn rồi, đánh với con này mà mình quên đem cái đội hình của mình ra. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào con này thôi. Atron bị kéo hơn 70% máu. Và Atron đánh hụt, bắt buộc phải dùng chiêu Protect để né chiêu thôi. Với chiêu Protect này thì Atron còn sống thêm được một lượt nữa. Lần này thì sẽ sử dụng thiết đầu công và đi bụi luôn. Chúng ta chỉ còn một con huyền thoại thôi. Hai con kia đã cắt vào PC rồi. No, Rikichikat quá yếu. Không phải yếu mà do chưa học được đúng chiêu. Giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào con Charizard level 47 phần và bị chết rồi. Thôi đi ngủ thôi. À thôi còn con lại đánh nốt luôn đi. Answer Power, chết well. No, bây giờ mình phải ngủ sớm trước khi mà nó bị chết. Tại vì nó bị kẹt trong gốc cây. Giờ thì mình phải tức tốc chạy về để mà lấy cái đội hình mình ra trước khi nó bị trừ máu đến chết. No no no, chạy đua với thời gian. Lần này thì chúng ta ném được Rudon ra kịp thời rồi. Vâng, khi mình vừa ngủ dậy thì máu mình đã được hồi rồi nha. Lần này thì chúng ta sẽ không thua được nữa. Tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ độc quyền của Rudon. Thôi xong rồi, lần này thì Venusaur đã đánh trước mình và Rudon đã đánh hụt hồi toàn. Chúng ta đã mất cơ hội lấy đá Mega rồi nhưng mà không sao. Lần này tôi mới để hai con huyền thoại vào thì khả năng cao là sẽ nhận được đấy. Mình sẽ sử dụng tuyệt kỹ ném đá. Vâng, và chết queo luôn. Cho đây đó thì sao? Hãy bay Hurricane. Đây rồi, Hurricane có thể kéo máu được hay không đây? Vâng, kéo được nhưng rất yếu. Thôi xong rồi, tôi không đem revive theo bên người. Nhưng mà lần này thì tôi chắc chắn có thể hạ được nó. Sử dụng Iron Tail. 70% máu đã được bị kéo. Venusaur chỉ còn lại tầm 8% máu. Tiếp tục sử dụng Iron Tail. Vâng, và lần này không trụ được nữa. Và Venusaur đang bị giáp gai của Atron kéo máu. Và hiện tại Venusaur chỉ còn 5,9% máu. Super Power. Con này chủ yếu lấy ra tăng thôi. Đây rồi, liệu chúng ta có thể ăn được không? Yes, cuối cùng thì cũng ăn được Venusaur. Nhận được một cái gì đó mới bấm vô, không thấy. Một viên kẹo và một viên đá Vega của Venusaur. Vâng, và xin chúc mừng Zilkat đã thành công thắng. Giờ thì dọn đồ thôi. Đúng là một buổi sáng may mắn. Một trận chiến rất là gây cắn và gây cam go. Đang định bay về thì thấy con Pikachu đằng kia. Quả bắt thôi chứ sao vậy? Chạy đi đâu hả Pikachu? Sau 4 năm quả thì cũng bắt được Pikachu. Nhưng mà vừa đi thì Zazan vừa xuất hiện ở khu Forest Biome. Và khu mình đang đứng cũng là Forest Biome. Liệu Zazan nằm ở đâu? Và đây là khu vực rất là dễ sinh sản ra Zacian. Cho nên là mình quyết định lưu cái khu này lại. Zacian. Đi tìm tới trời tối luôn vẫn không thấy Zacian. Thì có một quả trứng nở ra một con Bellsprout. Hay da, công nhận cái nhân phẩm của mình nó không được may mắn cho lắm. Đi từ sáng tới tối không tìm thấy một con Zacian nào xung quanh cái bờ hồ này hết. Nhưng mà không sao, tôi đã lưu lại điểm này rồi. Lần sau tôi sẽ qua đây bắt tụi nó. Kết thúc một ngày dài và mệt mỏi, nhưng mà cũng thu lại được rất là nhiều thứ. Tổng kết lại video thì chúng ta bắt được rất là nhiều Pokemon. Một trang mấy luôn, một trang dư hai con bên ngoài. Đây là những cái con Pokemon mình đã bắt trong video ngày hôm nay. Giờ chúng ta cùng nhìn lại những cái con Pokemon hot mà chúng ta đã bắt. Như là con Falling Shiny, con rùa nè, con này nè, và con này. Cũng như là Charizard. Đây là 6 con Pokemon hợp lý và nó lạ ở trong video này. Như là Rudon thì chúng ta có thể hóa được Primal. Falling là một con Pokemon hệ thép. À không, con này hệ giác đấu à. Đó giờ cứ tưởng nó hệ thép không à. Và tiếp theo là rùa đại bác, thuyền trưởng hải tặc. Nhìn cũng khá là ngầu. Tiếp theo đó là Pheromosa, một con chú gián, gọi là công chúa gián. Con này nhìn rất là nữ tính nha. Tiếp tục là Stakataka từ quả trứng. Và một con đặc biệt đó chính là Charizard phiên bản ác quỷ. Tổng cộng là 6 con nổi bật trong tiêu điểm ngày hôm nay. Và một số con Pokemon lạ như là Porygon 2, Arawanic. Đây là một trong những cái con Pokemon mình cảm giác như là nó rất là đẹp luôn. Một phiên bản đột biến của Arawanic bình thường. Arawanic bình thường nó đã ghê rồi, phiên bản đột biến này nó còn kinh dị hơn nữa. Và giống như là bước ra từ một trong một căn phòng sinh học gì đó.
xung quanh nó được bao phủ bởi rất là nhiều tia điện năng. Và nhìn rất, nó rất là giống phản diện ở trong phim người nhện Spider-Man. Ok, như vậy là tóm tắt 300 ngày trong Minecraft Pixelmon tầng thế giới tới đây thôi. Và nếu các bạn muốn mình ra thêm video tóm tắt 400 ngày Pixelmon tầng thế giới thì đừng quên để lại cho mình một like luôn nha. Mình sẽ cố gắng đăng một cách sớm nhất khi video này đủ 3.000 like. Không biết thì sắp tới chúng ta có thể săn được Zacian không nhờ, hóng thực sự. Ok, thôi chắc video cũng tới đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này từ đầu tới cuối và xem đến đoạn này. Cảm ơn mọi người một lần nữa và xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Bye bye.